Chi 200 triệu một tháng để shopping, bảo sao bộ sưu tập túi hiệu của Linh Ka tăng nhanh chóng mặt, có nhiều mẫu còn hơn 100 triệu. Rất là thích đồ hiệu, nhưng mà em cũng phải xem là vừa túi tiền của mình hay không. Đã đầu tư cho công việc và tiết kiệm để mua nhà, mua xe chẳng hạn. Linh Ka là cái tên từng gắn liền với nhiều thị phi, nhưng cô nàng đã nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp. Trước đây khi tham gia show của MC Sam, Linh Ka từng gây sốc với phát ngôn chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho việc mua sắm đồ hiệu. Cụ thể, cô nàng sinh năm 2002, phủ nhận việc bỏ ra nửa tỷ đồng shopping, nhưng cô lại tiết lộ bản thân tiêu hoang, có thể quẹt thẻ 200 triệu đồng một tháng cho hàng hiệu. Không phải lúc nào cũng kiếm được nhiều tiền, tại bây giờ em cũng chưa vào showbiz, mà em chỉ mới là KOL, nhận những quảng cáo với số tiền vừa phải, chứ không phải quá lớn. Em không chi nửa tỷ để mua đồ hiệu trong vòng một tháng đâu, nhưng em vẫn tiêu hoang lắm. Ví dụ một tháng kiếm được hơn 100 triệu, thì em cũng tiêu hết. Và quả thật, nếu nhìn vào bộ sưu tập túi hiệu của Linh Ka, nhiều người hẳn nhận ra phát ngôn đó không hề phóng đại. Thực tế, hot girl Hà Thành chi tiền sắm túi hiệu rất mạnh tay. Chính vì thế mà bộ sưu tập của cô nàng ngày càng gia tăng số lượng chóng mặt trong màu ảnh dress style. Dù Linh tiếp tục khiến dân tình phát sốt khi xách theo mẫu túi xịn xò. Nhìn vào tủ đồ hiệu, nhất là túi xách của Linh Ka, không ít người giật mình bởi giá trị của mỗi thiết kế không hề hạt rẻ tí nào. Tất cả đều đến từ các thương hiệu đình đám thế giới, được nhiều mỹ nhân Việt cũng như các tín đồ thời trang săn đón. Dior là thương hiệu mà Linh Ka cực kỳ yêu thích, bằng chứng là cô nàng sở hữu khá nhiều mẫu túi xách đến từ ông lớn ngành thời trang này. Trong đó không thể không kể đến chiếc túi Dior Buffalo có giá dao động từ khoảng 60 đến 85 triệu đồng. Lady Dior là chiếc túi kinh điển của nhà mốt này, và Linh Ka sở hữu đến 3 mẫu là màu đen, màu hồng và màu đỏ. Đáng nói là mỗi chiếc có thể lên đến hơn 100 triệu đồng. Điều này khiến nhiều người phải ngã mũ trước độ giàu có của cô nàng này, khi mới 20 tuổi nhưng đã có gia tài túi xa xỉ quá khủng. Sau Dior, Louis Vuitton là nhãn hàng cao cấp tiếp theo mà nàng hot girl 2K2 hết sức ưu ái. Tủ túi hiệu của cô nàng có rất nhiều mẫu mã túi đến từ nhà mốt lừng danh này. Nhiều người khi bốc giá các chiếc túi Louis Vuitton mà Linh Ka sở hữu đều phải trầm trồ cảm thán trước sự phung tiền cho đồ hiệu quá mạnh tay của cô nàng. Sau Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada là những ông lớn mà Linh Ka cũng rất yêu thích. Cô nàng sắm nhiều mẫu túi để có thể dễ dàng thay đổi mỗi khi ra ngoài. Chính vì túi hiệu hiếm khi trùng lặp mà nhiều người khẳng định Chu Diệu Linh đích thị là đại gia mới của showbiz Việt. Về phong cách, Linh Ka cũng chuộng diện những bộ cánh ít hở hang. Vì vậy, mỹ nhân Hà Thành không chỉ khoe sắc vóc mịn hạt thương mai mà còn thu hút ánh nhìn bởi thần thái sắc sảo. Đồng thời, cách tạo dáng trong loạt ảnh thời trang của hot girl sinh năm 2002 cũng chẳng hề kém cạnh mỹ nhân Phoebe nào. Thời trang đời thường hàng ngày của Linh Ka cũng nhận về nhiều lời khen có cánh. Hot girl 2K2 chuộng diện những item cá tính sành điệu như áo crop top váy ngắn. Vòng eo con kiến săn chắc của cô nàng ghi điểm tuyệt đối. Về màu sắc, Linh Ka ưu tiên lựa chọn những màu sắc mang tới vẻ hiện đại cũng như không kém phần trẻ trung cho bản thân. Cụ thể, có thể thấy hot girl 2002 thường xuyên chọn diện trang phục có các gam màu cơ bản như trắng, đen, be hay gam màu gợi vẻ thanh lịch như hồng pastel, xanh da trời, vân vân. Cuối năm 2020, dân tình từng lan truyền thông tin hot girl này mua được nhà chỉ sau hơn một năm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người thậm chí còn chỉ ra rằng nơi cô nàng sinh sống là một tòa chung cư khá nổi tiếng tại Sài Gòn. Linh Ka đã thử sức ở lĩnh vực làm vlog, đóng MV cho các ca sĩ và nhận lời mời chụp hình quảng cáo nhiều hơn. Xuất hiện trong một vlog của nam ca sĩ Quang Vinh, cô nhận được hàng loạt lời khen khi có cách giao tiếp lễ phép và chững chạc hơn xưa. Trong các MV và quảng cáo của cô nàng góp mặt, khán giả cũng cho rằng lối diễn xuất của 10X ngày càng trưởng thành, và nếu cố gắng trau dồi trong tương lai, rất có thể hot girl này sẽ gây được nhiều dấu ấn. Đáng chú ý, Linh Ka cũng cẩn thận hơn khi xuất hiện trước công chúng, không còn những phát ngôn gây tranh cãi như trước. Nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ, dù Linh chiếm được thiện cảm của số đông nhờ vào việc thay đổi hình ảnh, nói không với thị phi. Cũng từ đây, cô nàng trở thành cái tên được săn đón, các nhãn hàng để mắt, các xe đi dự sự kiện hay thù lao đóng quảng cáo của cô nàng cũng cao hơn trước. Nhờ đó, ở tuổi 20, Linh Ka đã có trong tay những tài sản giá trị cùng với đó là bộ sưu tập hàng hiệu mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.